Có gì là mãi mãi đâu anh chị. Vẻ đẹp nào rồi cũng tàn phai, siêu phẩm nào rồi nó cũng trở thành quốc dân như thế này đây nè anh chị. Nhưng mà nó quốc dân nhanh quá, chỉ mới một năm thôi. Vừa rồi á, em Cường vẫn còn ở cái mức giá là 4x, 40 mấy củ anh chị. Mà bây giờ nó chỉ có 21.5 thôi. ThinkPad X1 Carbon Gen 10, một cái chiếc máy em phải nói là full option luôn. Đây, đẳng cấp VIP Pro, doanh nhân thành đạt, siêu cấp. Em phải nói là bao nhiêu cái từ để dành cho em nó. Không thể nghĩ rằng là một năm mấy thôi em nó đã trở về con mức rất là hời luôn, 21.5. Con này đó là Core i7 chip B nha, một cái thành tựu lớn nhất của Intel ở năm 2022-2023. Đó, cái dòng thế hệ 11 lên thế hệ 12 phân làm hai luồng ha, luồng E và luồng B. Luồng E rất là tiết kiệm điện, thì anh chị sử dụng tác vụ bình thường nó sẽ dùng luồng E, tiết kiệm điện và mát ha. Còn mình sử dụng tác vụ nặng nó sẽ đẩy lên luồng B, là anh chị con này có thể đọc file AI nọ kia, làm hình ảnh Photoshop thoải mái cho em Cường luôn, ở trong cái hình dáng như thế này nè anh chị. Và đặc biệt nó có tết luôn nha, có cảm ứng luôn đó, đẳng cấp không. Chưa hết nữa, nó còn có khe sim, anh chị có thể là sử dụng LTE cho em Cường. Anh chị biết không, một cái option LTE này á, khi mà mình build với hãng á, hơn 2 củ để có được option này. Mà bây giờ em Cường ghi lại hết toàn bộ luôn, Vân ca bình đầy đủ luôn nè anh chị. Chỉ có 21 củ rưỡi thôi, Core i7 mạnh nhất rồi, 1270B, RAM 16GB ổ cứng là 256GB, màn hình cảm ứng, nhưng mà ổ cứng anh chị nâng thoải mái, nâng trong vòng có 2 phút thôi. Muốn 1T là 1T, muốn 2T là 2T, bỏ vô thôi. Em không nghĩ rằng á, cái thời điểm này nó tụt giá nhanh như thế. Lý do em biết rồi, tháng 6, tháng 7 cực kỳ là ế luôn. Thành thử em nói anh chị mà chụp lấy cái cơ hội này ở ngay cái thời điểm này nè, mà anh chị đi chọn sản phẩm cho em Cường thì luôn có những cái mức giá hời không thể tưởng tượng được anh chị. Đây, full option luôn thì nó mới có Vân Carbon nha. Đó, LTE, màn hình cảm ứng, những cái chiếc máy ở trong cái tình trạng em Cường phải nói đẹp like new ha, đẹp 400% của em Cường mà anh chị, khỏi phải bàn nữa rồi ha. Bây giờ thì anh chị biết rồi đó, thời gian là sẽ xóa nhòa hết, quốc dân rồi, 21 củ rưỡi anh chị phải nhanh nha.